Thưa quý vị và các bạn, tận dụng nguồn nguyên liệu và lao động dồi dào, những năm qua, huyện Như Xuân đã có nhiều giải pháp thu hút các doanh nghiệp, cơ sở chế biến lâm sản, từ đó góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Huyện Như Xuân hiện có trên 22.000 hecta rừng trồng, chủ yếu là cây keo. Trong đó có trên 1.444 hecta rừng gỗ lớn, 700 hecta rừng đã được cấp chứng chỉ FSC tại xã Thượng Ninh. Đây được xem là ưu thế để huyện phát triển nghề chế biến lâm sản, nhất là lâm sản xuất khẩu. Những năm qua, huyện đã tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng, các cụm công nghiệp nhằm tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư chế biến lâm sản, nhất là chế biến sản phẩm xuất khẩu có giá trị kinh tế cao như gỗ ván ép công nghiệp, ván ép thanh, hàng mộc cao cấp. Huyện đã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó tạo niềm tin cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm lao động, nhất là lao động có tay nghề, thông qua các lớp bồi dưỡng, nâng cao tay nghề. Doanh nghiệp nó mới vừa đến đây thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà cũng được chính quyền địa phương từ cấp xã, cấp huyện tạo điều kiện về cái vấn đề thủ tục, giấy tờ, rồi các cái vấn đề về hành chính ấy. Nên mọi công việc nó cũng gọi là tạm, rất là ổn định. Được huyện khuyến khích tạo điều kiện, nhiều doanh nghiệp cơ sở chế biến lâm sản đã đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Đơn cử như công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Sơn, thôn Ngòi, xã Xuân Hòa là đơn vị chuyên sản xuất sản phẩm ván ép xuất khẩu với công suất khoảng 20.000 mét khối sản phẩm một năm. Mỗi năm đơn vị thu mua khoảng 35.000 đến 36.000 tấn nguyên liệu. Đại diện doanh nghiệp cho biết với khối lượng sản xuất lớn nên công ty lựa chọn huyện Như Xuân là đơn vị đóng chân. Bởi trên địa bàn có nguồn nguyên liệu dồi dào, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn ổn định. Năm 2023, công ty sản xuất được hơn 20.000 mét khối sản phẩm ván ép xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore. Doanh thu đạt 2,5 triệu đô la Mỹ. Lao động làm việc trong công ty luôn duy trì từ 150 đến 200 người. Đơn vị chúng tôi đóng ở trên địa bàn huyện Như Xuân được 8 năm. Với tình cảm của người dân địa phương, chúng tôi cùng từng bước tháo gỡ những khó khăn và xây dựng hình ảnh thương hiệu của công ty. Trong những năm vừa rồi, chính quyền địa phương, xã, huyện thì đặc biệt cũng quan tâm tháo gỡ các cái cơ chế chính sách. Cái thứ nhất là về nhân lực, cái thứ hai là về các cái về an ninh xã hội. Đến nay trên địa bàn huyện có 16 doanh nghiệp cơ sở chế biến lâm sản có quy mô đang hoạt động. Do được đáp ứng đủ nguồn nguyên liệu nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn luôn duy trì ổn định. Nhiều đơn vị phát triển mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư cải tiến công nghệ, dây chuyền sản xuất để tăng sản lượng và nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Cùng với sự phát triển của các cơ sở, doanh nghiệp chế biến lâm sản, hàng trăm lao động của địa phương đã có việc làm và thu nhập ổn định tại các xưởng sản xuất. Trong đó, với các lao động phổ thông, thu nhập trung bình từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Đối với lao động có kỹ thuật tay nghề cao, có thể thu nhập từ 10 triệu đồng một người một tháng trở lên. Giá trị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023 đạt 250 tỷ đồng. Tuy nhiên, phát triển chế biến lâm sản của huyện đang gặp phải một số khó khăn như các doanh nghiệp chưa chú trọng liên kết với người dân về việc phát triển vùng nguyên liệu. Nhiều doanh nghiệp và cơ sở đã xây dựng kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất nhưng không có quỹ đất, khó khăn về vốn để đầu tư, khó khăn ở khâu tiêu thụ sản phẩm đơn điệu. Đặc biệt những năm vừa qua, các doanh nghiệp chế biến lâm sản gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm mạnh, đồng thời giá hầu hết các mặt hàng cũng giảm sút. Đây là những bài toán mà doanh nghiệp chế biến lâm sản cần phải tìm lời giải trong thời gian sắp tới. Trong năm 2024 này thì đối với cái đơn hàng giam gỗ ấy, thì lãnh đạo về phía lãnh đạo công ty thì cũng đã có các hợp đồng để chuẩn bị cho năm 2024. Nhưng mà đối với cái ván ép ấy, thì là do tình hình là kinh tế bây giờ đang khó khăn thì chúng tôi là ngoài các cái việc mà các nhà thầu khác đến chủ động thì chúng tôi cũng chủ động ra ngoài để tìm kiếm các cái đối tác nhập hàng của chúng tôi để chúng tôi cũng rất là kỳ vọng là quý 1, quý 2 tình hình kinh tế nó có thể khởi sắc hơn thì công ty có thể là sản xuất được đạt công suất tối đa. Đối với cấp huyện thì các cái vấn đề ví dụ chính sách về cơ chế thì nó cũng hạn chế, đặc biệt là những cái huyện Như Xuân như huyện miền núi. Tuy nhiên trong cái điều kiện thì cái thứ nhất là động viên bà con thì luôn luôn cung cấp đầy đủ các nguồn nguyên liệu. Cái thứ hai là tạo một cái môi trường thông thoáng về các cái thủ tục hành chính ở cấp huyện, có thể đồng hành với doanh nghiệp lên
trên. Cái thứ ba trong cái vấn đề là hỗ trợ thì những cái vấn đề khó khăn, những cái gì đó huyện được tạo điều kiện thì huyện sẽ tạo điều kiện. Những cái gì đó vượt thẩm quyền cấp tỉnh thì huyện sẽ đồng hành với doanh nghiệp để kiến nghị thực hiện các vấn đề này. Vấn đề thứ tư nữa, vấn đề là nguồn lao động. Kêu gọi nguồn lao động làm sao mà làm với doanh nghiệp, an tâm công tác với doanh nghiệp để làm sao doanh nghiệp có lao động. Với tiềm năng lớn về lâm nghiệp, Như Xuân xác định chế biến lâm sản là mũi nhọn trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện. Vì vậy, trên cơ sở đánh giá những kết quả và những khó khăn, huyện sẽ tiếp tục định hướng, xây dựng, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp cụ thể để điều tiết cũng như hỗ trợ quản lý cho các doanh nghiệp cơ sở chế biến lâm sản phát triển ổn định.